Minh Trúc Nhân tiếp tục rạn nứt tình cảm vì học trò hiện nguyên hình, thực hư ra sao? Hơn 10 năm giữ mối quan hệ thầy trò, giữa Thu Minh và Trúc Nhân cũng không ít lần gặp phải tranh cãi, khiến tình cảm trở nên rạn nứt. Phát ngôn gần đây nhất của Thu Minh về cậu học trò khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trúc Nhân đã thừa nhận rằng anh và Thu Minh từng có những giây phút bốc đồng, khiến mối quan hệ cô trò rạn nứt một thời gian. Nam ca sĩ tâm sự, cũng có những lúc cái tôi của em trỗi dậy và không đồng tình với ý kiến của chị, hoặc có những thứ em cảm thấy chị làm như thế là không được và em giận. Đến năm dịch bệnh thứ hai, chị em mình mới nói chuyện lại với nhau, tuy nhiên lúc đó em vẫn chưa cảm nhận được sợi dây tình cảm của hai chị em được nối lại. Dù vậy nhưng trong thời gian gần đây, cả Trúc Nhân và Thu Minh đều khẳng định đã gương vỡ lại lành bởi những xích mích đã được cả hai giải quyết êm đẹp. Mới đây trên kênh TikTok cá nhân, Thu Minh đã đăng tải đoạn clip ngắn được cắt ra từ một video hậu trường của buổi thu âm cùng Trúc Nhân để chuẩn bị cho chương trình sắp tới. Có thể thấy cả hai cô trò đều rất vui vẻ, buổi học cũng đầy thú vị và hài hước. Xuất hiện trong phòng thu với trang phục đơn giản và năng động, Thu Minh khiến người hâm mộ có chút bồi hồi khi tái hiện lại hình ảnh một cô giáo vô cùng nghiêm khắc khi hướng dẫn Trúc Nhân thể hiện ca khúc mới. Đáng chú ý, khi thấy Trúc Nhân thể hiện chưa được ưng ý cho lắm ở một câu hát, Thu Minh đã khiến khán giả cười ngã nghiêng khi nhận xét về đàn em. Má ơi, mày chưa cua được con người ta thì đừng có hiện nguyên hình. Không hề kém cạnh đàn chị, Trúc Nhân cũng nhanh chóng trêu lại Thu Minh bằng cách biến tấu câu hát trên theo một phong cách khác, khiến cô lẫn các thành viên trong ekip không thể nhìn được cười. Qua khoảnh khắc này có thể thấy, dù đã là một ca sĩ thành công, nhưng Trúc Nhân vẫn luôn là cậu học trò ngoan ngoãn, luôn biết cách khắc phục sau khi nhận được những lời góp ý từ Thu Minh. Còn nhớ trong chương trình Music, một dự án của Thu Minh, Trúc Nhân cùng Thu Minh đã ngồi lại với nhau bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm sau nhiều năm gắn bó. Trúc Nhân thật lòng nói, em còn nhớ luôn là ngày đó chị từng khóc ở nhà em 3 lần. Em ra xe đón là chị khóc một trận rồi. Hay như những lúc cùng đi đến Hàn Quốc, Nga, Singapore, Thái Lan, rồi lúc anh giúp đàn chị đánh son dưỡng giữa đường phố Singapore. Mặt khác, Trúc Nhân lại chia sẻ rằng Thu Minh rất ít khi khóc vì nữ ca sĩ là người vui vẻ và thường xuyên đùa giỡn với học trò mỗi khi đi lưu diễn chung. Dẫu vậy, giọng ca Taxi vẫn có những phút yếu lòng, thậm chí từng bật khóc 3 lần trước mặt anh chàng. Ngay sau đó, huấn luyện viên giọng hát Việt cho rằng đây là chuyện không vui, vì thế nhắn nhủ học trò không nên nhắc lại. Trong chương trình, Thu Minh cũng đồng thời khẳng định rằng một khi cô đã giải quyết xong mọi chuyện về Trúc Nhân thì sẽ quên ngay và không để vấn đề tiêu cực trong lòng. Cô chỉ giữ im lặng trong 3 ngày rồi sẽ để mọi chuyện trôi qua. Đó là lý do mối quan hệ thầy trò của cả hai kéo dài hơn 10 năm và bền chặt đến giờ. Trước chia sẻ của đàn chị, Trúc Nhân nhấn mạnh chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ tình cảm với cô giáo của mình. Anh cũng thẳng thắn nói với nữ ca sĩ, vì em rất tin vào đạo đức của mình, chị đã là thầy của em thì suốt đời sẽ vẫn là như vậy. Chia sẻ về lý do thực hiện Music, giọng ca Đường Công cũng cho biết cô cảm thấy qua nhiều năm việc chỉ cho ra mắt single hay album khá nhàm chán, nên cô muốn tạo ra một dự án đặc biệt để ở đó mọi người có thể trò chuyện về âm nhạc. Đối với Trúc Nhân, anh cũng cảm thấy hào hứng khi được góp mặt trong chương trình và được chia sẻ những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực âm nhạc. Hơn thế nữa, anh còn bày tỏ sự thán phục đối với kỹ thuật gằn giọng của Thu Minh. Hiện tại, người hâm mộ đang mong ngóng từng ngày để được thưởng thức những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời với sự kết hợp của cả hai cô trò, Trúc Nhân và Thu Minh.